dỗ tổ, nhớ về cội nguồn dân tộc. Kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô và các em học sinh cùng ngược dòng thời gian quay về những ngày đầu thời kỳ sơ khai dựng nước. Oh.
cha hành quân xa. Nay thế ba con cùng đi xa. Một màu xanh như áo cha để mẹ lành dù trong bao la.
chúng ta vừa đắm mình trong những giai điệu hào hùng của lịch sử. Tiếp theo chương trình xin kính mời quý đại biểu, quý thầy cô cùng các em học sinh đến với những giai điệu sôi động qua phần nhảy hiện đại của học sinh khối 4 và khối 5.
Việt Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy. Xin kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô và các em học sinh đến với tiết mục Việt Nam trong tôi là qua phần thể hiện của cô Chi, cô Ngân và em Nhật Huyền lớp 5-2.
cùng toàn thể các bạn học sinh đứng lên mình gửi trong cờ. Học sinh, một lần nữa, học sinh. Đội nghi lễ vào vị trí. Toàn trường chú ý. Nghỉ. Nghiêng. Hướng về quốc kỳ. Chào cơ. Chào. Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng. Thôi, đội nghi lễ về vị trí. Kính mời quý đại biểu, quý thầy cô an tọa các em học sinh ngồi xuống. Cô và các em học sinh thân mến, dù ai đi ngược về xưa, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3, dù ai buôn bán đường xa, nhớ ngày giỗ tổ tháng 3 mà về. Hàng năm cứ đến ngày 10 tháng 3 âm lịch, cả dân tộc Việt Nam lại hướng về cội nguồn dân tộc. Chúng ta tự hào là con rồng cháu tiên với hơn 4.000 năm văn hiến, xây dựng và bảo vệ non sông đóng góp. Nước Việt Nam của chúng ta đã trải qua biết bao thăng trầm, nhưng vẫn giữ vững được bờ cõi, gốc tích và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Người Việt dù đi đâu
ở đâu cũng luôn tự hào mình là người Việt Nam, mang trong mình dòng máu đỏ lạc hồng. Đây chính là dịp để thầy và trò trường tiểu học Trần Quang Khải ôn lại những truyền thống hào hùng của dân tộc, tinh thần dựng nước và giữ nước, giáo dục thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về những đạo lý tốt đẹp, để từ đó không ngừng ra sức rèn đức luyện tài, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của dân tộc. Xứng đáng là con rồng cháu tiên, đó cũng chính là buổi lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Về những buổi lễ ngày hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu. Về phía ban đại diện hội phụ huynh học sinh, tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Trịnh Ngọc Định, trưởng ban đại diện hội phụ huynh học sinh. Đến tham dự buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay còn có các ông bà là thành viên của ban đại diện hội phụ huynh nhà trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía nhà trường, tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô Nguyễn Kim Phượng, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Thầy Lê Ngọc Quỳnh, phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường. Cô Dương Phương Thanh Trúc, phó hiệu trưởng nhà trường. Cùng toàn thể giáo viên và công nhân viên của trường và lực lượng không thể thiếu là toàn thể học sinh trường tiểu học Trần Quang Khải cũng có mặt đầy đủ trong buổi lễ hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh học sinh, kính thưa quý thầy cô giáo, các anh chị em nhân viên và các em học sinh thân mến, lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc đã trải qua hàng ngàn năm với biết bao những biến cố lịch sử, họ tăng thân từ phương Bắc và cho đến nay với tinh thần yêu quê hương đất nước dân tộc Việt Nam đã chiến đấu và chiến thắng biết bao kẻ thù xâm lược, đã chứng minh cho khí phách kiên cường bất khuất của con cháu lạc hồng. Hôm nay chúng ta tự hào là con rồng cháu tiên, là con cháu hùng vương. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về truyền thống ấy, sau đây xin được kính mời cô Nguyễn Kim Phượng, hiệu trưởng nhà trường, lên đọc ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước của thời đại hùng vương. Trân trọng kính mời cô. Các bạn học sinh chúng ta ổn định nè. Các bạn chú ý chưa nào? Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Dù ai buôn bán gần xa, nhớ ngày giỗ tổ tháng 3 mùng 10. Kính thưa quý vị đại biểu, thầy cô giáo, anh chị em nhân viên cùng các em học sinh thân mến, hàng năm cứ vào dịp ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, mọi người dân trên khắp mọi miền tổ quốc lại cùng nhau hướng về dân tộc tìm cội nguồn của mình. Lễ hội là dịp để con là cháu hồng tìm hiểu và biết ơn công lao to lớn của những người đi trước đã bảo vệ cho đất nước ta như ngày hôm nay. Theo phong tục thì vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm đã trở thành điểm hẹn tâm linh trong mỗi người dân nước Việt. Cứ đến ngày này, dù ai ở xa, dù ai đang bận rộn, dù đi đâu, về đâu cũng tìm về chân núi nghĩa lĩnh, dân hương tưởng nhớ các vua hùng đã có công dựng nước,
vào ngày 6 tháng 12 năm 2012, ý nghĩa của giỗ tổ Hùng Vương đã được cả thế giới biết đến. UNICEF công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Giờ đây, ý nghĩa ngày giỗ tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch không thể không chỉ thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, mà nó còn là niềm tự hào của người Việt trước bạn bè quốc tế. Ngày 2 tháng 4 năm 2007, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phê chuẩn sửa đổi bổ sung điều 73 của luật lao động cho người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương ngày giỗ tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm. Kể từ đây, ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm đã trở thành ngày lễ lớn, quốc lễ mang ý nghĩa bản sắc văn hóa dân tộc. Vậy nên từ xa xưa ông cha ta đã có câu: dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Đây là một câu thơ đã đi vào tiềm thức của mỗi người con nước Việt. Ngày lễ giỗ tổ không chỉ là ngày hội quần tụ của cả dân tộc, còn là ngày để chúng ta mỗi người dân Việt khẳng định sức mạnh chống nòi và sức trường. Sức trường tồn mãnh liệt của văn hóa dân tộc Việt Nam không những thế còn thể hiện rõ đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc của các vua hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân kiên cường chống giặc ngoại xâm dựng nước, đồng thời còn là dịp quan trọng để chúng ta quảng bá ra thế giới một di sản vô cùng giá trị, độc đáo đã tồn tại hàng nghìn năm, ăn sâu vào tâm hồn tình cảm, trở thành đạo lý truyền thống của đồng bào cả nước. Kiều bào ở nước ngoài là ngày để toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta cùng nguyện một lòng mãi mãi khắc ghi lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Hòa trong không khí của cả nước, trường tiểu học Trần Quang Khải long trọng tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương để tỏ lòng biết ơn sâu sắc các vua hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân kiên cường chống giặc ngoại xâm dựng nước như một tinh thần văn hóa Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn và nghi lễ giỗ tổ xin được phép bắt đầu. Sau đây xin kính mời quý đại biểu, quý thầy cô và toàn thể học sinh đứng lên hướng về bàn thờ tổ quốc tổ để tiến hành nghi lễ dâng hương. Các bạn học sinh ơi, trời ta. Lập non nước này, chờ
Xanh. Mẹ Âu Cơ bố Lạc Long Quân cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua kiên dũng đời ông cha dựng xây giữ yên bờ cõi, để tương lai con cháu cùng hoan ca đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Trần Lê ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tiên ơi, còn đầy kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông kia, ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời Nam ta, rạng ngời sắt son Việt Nam. Vai rừng thiêng sắc son thề ước, thành Thăng Long mãi còn bay xa, thời gian qua thăm oai hùng. Nhà Nam ta đất với trời bao la, tất nhiên thiên thư còn đó, giặc bao phen khiết vết chuồn tâm can, đất nước ngoan cường một dải gấm hoa. Sông hát hồn thiêng ơi, ngàn sao cháu con ghi lòng. Sông lớn Bạch Đằng giáng ơi, vui thầy bác quân sớm lớn. Lớp lớp người chung tay dựng xây gấm son san hà, cho nước Việt Nam ta ngàn đời ngút cao hùng thiêng. Tình lý Trần Lê ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tiên
Việt Nam, đất nước Việt Nam. Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. 4000 năm đính lý trần lê từ Bà Trưng Bà Triệu. Sông Bạch Đằng âm vang trong gió, sóng rạch gầm chôn xác quân ngoài sông. Tiếng vó ngựa rền vang bờ cõi, những người con đất Việt oai hùng. Vẫn ngàn năm dòng máu Việt Nam từ hồn thiên sông núi, tiếng trong đồng âm vang rừng núi, thấm máu đào trên đất mẹ yêu thương. Hãy giữ lấy màu xanh bờ cõi đất Việt ơi, muôn thuở bên người. Việt Nam, đất nước Việt Nam.
người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Sông núi reo vang câu thanh bình, thời đại mới đất nước đã vươn mình về trên khắp quê hương đẹp xanh. Anh đoàn kết thắm thiết khắp ba miền, yêu đất nước yêu thêm bao con người, là không đó gắn bó biết bao đời. Việt Nam hỡi thắm lên niềm bay. Thầy cô thật nhiều sức khỏe, thắng lợi, chúc các em học sinh luôn học giỏi, chăm chỉ.